Ok, trước mặt chúng ta mọi người có thể thấy đó chính là Xiao á, cầm cây thương level 1. Nhưng mà chúng ta sẽ thay dụng bây giờ chúng ta mình nói trước kế hoạch là chúng ta sẽ mặc chủ đeo vũ khí cho Xiao nè. Rồi sau đó bắt đầu nói về team comp của Xiao, cách Xiao chơi. Và nói chung là chắc chắn là chúng ta sẽ lên thiên phú của Xiao và gắn thánh di vật cho Xiao rồi. Ok thì bây giờ bắt đầu luôn đi ha. Vũ khí thì chắc chắn là Xiao cầm trứng rồi. Và hiện tại luôn là nhân vật duy nhất của mình có trứng. Thật nói đúng là nhân vật hệ phong duy nhất của mình có trứng đó. Còn mấy đứa còn lại lịch hết. Ok, thánh di vật thì chắc chắn là mình sẽ đeo bộ 4 thần sao bản sinh lục ha. Nhưng mà mình sẽ trong một video tương lai á, mình sẽ test coi như là set nào thật sự là set mạnh nhất của Xiao ha. Tại vì theo cái description dòng ở đây á, thì thật sự mình đọc á, thì set mạnh nhất của Xiao không phải thần sao bản sinh lục mà là set một Mare Chow Si có thể, nhưng mà mọi người phải 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 chỉnh substat cực kỳ khó. Nhưng mà nếu mà mọi người chỉ nói về cái hiệu quả bộ 4 không với hiệu quả bộ 2 không á, thì mạnh nhất nó phải là Sử Ký Đình Đại Cát á. Theo mình đọc thì nó là vậy. Để coi mình sẽ làm cái video test trong tương lai. Thì tạm thời mình farm thần xa thì mình xài thần xa trước đi ha. Ok. Thì mình riêng cái thiên phú á thì mình có nghe nói là thật sự nó hơi bị sai một cái là cái thiên phú cần thiết của Xiao là cái thiên phú đánh thường này nè. Tham khảo thiên phú thì nó ưu tiên bậc nhất thì lại là cái này. Trong khi cái này là ưu tiên bậc 2 ha, trong khi thật ra là mình Zyox là một streamer rất nổi tiếng và ổng là main Xiao thì ổng nói là cái thiên phú quan trọng nhất là thiên phú đánh thường. Theo mình nghe ổng nói là như vậy. Cung mệnh thì cung mệnh mình không có roll cung mệnh, nhưng mà mình nói về cái cung mệnh cho mọi người biết luôn cho nó dễ hiểu. Thì cung mệnh một tăng thêm một lần E, cung mệnh hai thì tăng giúp hiệu quả nạp nó dễ hơn. Cung mệnh này nó tăng cái thêm một lần gọi là tăng đam E. Cái cung mệnh này tăng tăng phòng ngự. Được gọi là cung mệnh phế nhất của tất cả những con năm sao, theo mình nghĩ là vậy. Cái này thì nó tăng Q, tăng 3 level của Q. Còn cái này á, thì nó sẽ làm con Xiao nó thay đổi cách chơi luôn. Thì cái này nó sẽ làm Xiao phục chơi gọi là đam, không phải đam đam trọng đam nó tính có khi khi đáp là chính, mà thành là đam đam trọng gọi là đam E là chính luôn á mọi người. Kiểu như là nó sẽ tuần hoàn với E với lại trọng kích, cho nên cái set này lúc này nó mới là cái set mạnh nhất theo mình nhớ là vậy. Tại vì nếu mà mọi người chơi xấu á, thì cái set thần sử ký thì nó sẽ không có cái đam E ở trỏng, cho nên là tăng tấn công thuần để lại mạnh hơn đó. Về đội hình thì mình đang có đội hình mạnh nhất của Xiao hiện tại đó chính là đội hình Xiao ba phong với Pharuzan, Furina và bà cò. Thì chắc chắn mình sẽ dùng cái team này trong cái video này rồi. Nhưng mà mình cũng có thêm một cái team khác nữa muốn test ở trong cái video này ha. Để mình đổi hình hình lại nè. Đây. Thì nó team bình thường như thế nào. Nhưng mình cũng sẽ test cái team comp gọi là mạnh nhất cũ của Xiao, đó chính là cái team Zhongli, Pharuzan với lại Bennett. Đây. Mình cũng sẽ test cái team này để coi thử coi cái đầu ra của cái Xiao nó thay đổi như thế nào. Chắc chắn đầu ra bên kia lớn hơn rồi, nhưng mà bên này chắc là có lẽ sẽ thoải mái hơn rồi, là có Yong Ly ha. Nói thiệt trail vậy nó cũng dễ, cho nên là dễ basically đánh đánh rất là nhàn các mọi người. Nguyên cái video nguyên nguyên cái trận đánh boss này mình không thèm dùng nổ Xiao luôn. Đó thì giờ trail khá là dễ rồi. Hình như mình cần cái này đúng không ta? Mình nhớ là mình cần cái này. Có vẻ là ổn đấy. Ok, sau khi check lại thì con Xiao thực sự cần cái đó ha. Cho nên là khá là hên á. Có vẻ như mình được các nhân vật hệ phong Blade. Ok, giờ mình đánh con rồng này lần đầu tiên cũng như là test đam. Test đam coi cái team Xiao level 40 này làm ăn được như thế nào nhá. Ok, một lần E khá là to nè. 54.000, 50 mấy ngàn, 63.000, 59.000, 62.000, 19.000. Phải chết. Ok, Xiao không đủ châu rồi mọi người. Không đủ châu để chống lại con rồng đất nham. Nhưng mà đam thì đam to đấy. Ok, Tian Yun gánh đi. Tian Yun cũng là tiên nhân với nhau mà, gánh nhau đi. Đúng rồi, đó, hợp lý rồi. Ok, nhựa đầu tiên. Ok, bắt đầu tiên chúng ta có gì?
Đó, thấy không? Ba luôn rồi. Ngon. Cái này giữ cũng được nè, để thử coi lên level 4 nó có gì. Đang lộn mà vô phòng ngự rồi á. Ghê, cũng không có gì lắm. Nhưng mà nói chung cũng được, xeo lên level, xeo lên được 50 rồi. Đó, tăng thẳng tỷ lệ bạo luôn. Ok, thêm một lần đánh boss nữa là đủ. Hình như mình nhớ năng tăng được rồi. Nhưng mà Xiao Xiao là một trong những con mà cả ba cái này đều có đam, mà cho nên chúng ta chắc chắn là sẽ nâng cả ba cái. Đó. Ok, giờ Xiao bắt đầu có đam hơn rồi, với châu hơn xíu rồi. Lên 12.000 máu rồi mọi người. Lần này là đủ lên lên Xiao 60. Mình được 3 tiếp nè. Hỏi gì đây? Rồi gì đây? What the hell is this? What are you trying to cook? Với lại thêm một cái buồn nữa là do cái này đồ nó quá cũ, nó quá nhiều ở trong map rồi, cho nên là mình không có làm cái khúc mà chạy đi kiếm kiếm nguyên liệu được giờ cho mọi người coi ha. Nhưng mà thôi, có cái này cũng có cái mất cái này được cái kia. Là video sẽ đỡ tốn thời gian hơn. À, cục mình thiếu thiếu cục tím. Cái đánh thử đánh hai con boss hai lần nữa coi có kiếm được cục tím không, được một luôn thường nữa nè. Rồi giờ tới cái mũ mũ nguyền rủa, cái mũ nguyền rủa này mày là ai, tại sao mày ở đây, ý định của mày là gì? Ok, ý định của mày là đừng nâng nữa đúng không? Ok, hợp lý hợp lý. Trong cái Ok, thấy ông Hưng vô rồi mọi người. Ông Hưng hello. vô rồi. Nhựa nhựa thứ nhựa thứ nhựa tiếp theo cho boss. Ok, do ông vô mà được hai đó, tại ông đó. Nó tất cả là tại tại Hưng. Cái này nó không tốt do cho mấy nhân vật cần crit, nhưng mà mình cái này tinh thông thì không phải cho những nhân vật cần crit đó. Đúng không? Ok, thử Tinh rồi. thông mà vô ngữ À á rồi. thì nhưng mình mới dứt lời được. Tất cả đại hưng ha mọi người. Mọi người biết rồi. Okay, giữa cuối mọi người, giữa cuối trong ngày. Liệu chúng ta sẽ được gì? Ra gì À, cơ? được 3 tiếp rồi. Ok, cũng ngon. 3 cái. Cũng được. The next day. Bấm boss đầu tiên của ngày. Let's go. À, lần này hay à, buồn quá nhờ. Nhưng thật ra là cũng vừa đủ nên cũng không vừa đủ. Ok, sell lên 70. Đấy, sell đã 70. Giờ thiếu 8 slime, 8 con slime, 6 cái kia. Ok, cũng được. Ok, 8 con slime. Cầm còn lại gì không? Dưới trung bình một xíu nha. Thôi kệ cũng được. Rồi cái này cho 82 luôn đi. Max luôn coi được nhiều. À, cũng hơi dưới trung bình xíu nhưng thôi chắc cũng được ha. Ok, nhựa thứ hai, let's go. Liệu chúng ta sẽ bao. Đó, thấy không? Ba. Ngon. Còn một lần nữa. Đó, thấy không? Mình làm là được ba liền. Mấy cái này không mạnh lắm mà. Được ba là được rồi. Ok, lần cuối cùng của buổi sáng. Buổi tối làm thêm được hai lần nữa. À, lần này hai thôi, nghe buồn nhỉ. À, cũng 8 rồi cho nên là chắc cũng không sao đâu nhỉ. Ok, chúng ta tối nay chúng ta có hai lần nhá. Cho dù được hai hay được ba chúng ta cũng sẽ lần được CL nha. Và chúng ta được ba. Vậy là ngon, hợp lý hợp lý. Nhưng mà đồ thì không tốt, nhưng không sao, chúng ta được là được. Được đồ để nâng sao là được. Ok, nhựa cuối cùng của ngày hôm nay. Và liệu chúng ta sẽ có ba cái không? Đó, ba thiệt kìa. Giờ dư một cái luôn á mọi người. Ngon. Ok, giờ bây giờ CL của chúng ta chính thức level 80. À chưa nha, đợi xíu. Đây, level 80. Ok. Nói chung là tấn tấn công căn bản nó tăng nè.
đồng nghĩa với việc là chúng ta sẽ có cái giới hạn tấn công nó cũng tăng một xíu, nói chung cũng ngon. Và chúng ta có thêm một run thường nữa ha. Với lại chúng ta chỉ còn một cái này thôi, cho nên là giờ chúng ta sẽ bắt đầu nâng thiên phú của Xiao coi đủ level 6 không ha. À, chúng ta thiếu tinh slime. Ây da, thiếu tinh, lần đầu tiên chúng ta thiếu tinh slime mọi người. Đành chúng ta đành well thôi. Ngày well. sử dụng well currency thế nào mọi người. Ok, chắc là đủ rồi nha. Để coi chúng ta nâng được full thiên phú của Xiao không. Để chúng ta còn thiếu một xíu thôi, nhưng mà thiên phú này chúng ta nâng được 2 lần nè. Nâng luôn đi ha. Ok. Vậy là đánh thường của Xiao đã lên được 8, 8, 5, 5. Ok, để mình chạy tới bàn giả kim coi kiếm được cái này nâng cấp hay không. Ok, cơ bản là chúng ta hết nguyên liệu nâng rồi. Vậy thì chúng ta cần một xíu nữa để chúng ta có thể nâng. Ok, tại hồi nãy vấn đề là mình nâng lộn cái E á, chứ nếu mà mình nâng đúng thì đang là 864, tầm 864 ha, chứ không phải 8855 đâu. Cho nên là hơi tiếc, nhưng mà không sao. Ok, một buổi sáng mới. Ta có bốn lần đánh boss. Lần này được 2 ha. 16 cái mảnh nữa là 8 lần nữa là tối đa ha. Lần tiếp theo. 3 cái. À 2. đọc không linh lắm nha. Cái này suy nghĩ được, mình hoa thì cũng khá ngon rồi, nhưng mà suy nghĩ được cái hoa đó thì vô sát thương tỷ lệ bạo không nè. Ở vô thiệt kìa. Nó 1-2 luôn mọi người. Khoan đã. Và nó mỗi thứ từng vòng. Vậy không đủ tốt rồi, nó mới 2 mấy CV rồi. Ok lần nữa mọi người, let's go. Lần này được 3 nè. Có vẻ không nói gì thì mới được 3. Rồi có thêm cái lông nữa, có thêm cái hoa nữa. Có vẻ được. Có thêm cái hoa nữa nhìn có vẻ được mọi người. Mà nó đi phòng ngự thôi. Ok, nhựa cuối cùng buổi sáng mọi người, let's go. Và 3 cái tiếp kìa, ngon. Vậy là 12 rồi, chúng ta chỉ còn 4 lần chạy nữa là 160 nhựa thôi nha. Đỡ được lần. Cái này coi gì. Ấy cái này cũng nâng được mọi người, ảo điên vậy. Ấy giờ toàn gặp đồ nâng được lên 4 thử không mọi người. Mà toàn hoa không chứ. Ảo vãi. Nhưng mà 4 vòng này thì mọi người, nếu mà mọi người mới chơi thì nên nâng nha. Nhưng mà mình thì mình chơi lâu rồi, cho nên là mình không có cần cái này nữa ha. Ê mọi người, hồi nãy mình vừa đánh boss xong mà mình quên roll, mình quên bật camera á. Và nói chung là được 3 cái ha mọi người. Ok, mình quên bật quay luôn, sorry. Nói chung là 15 rồi. Nếu mà lần tiếp theo, một trong hai lần tiếp theo mà mình được được ba cái nữa thì nó sẽ đỡ cho mình rồi một lần ha. Nói chung cũng khá là ngon. Ok, lần này hết quên này ha. Ok. Được 3 cái luôn nè. Ngon vậy chứ nói chung là sáng mai là đủ nhựa rồi đó. Sáng mai là một lần nữa là đủ rồi. Ngon. Không có cần phải làm thêm lần nữa. Hên ghê. Thấy không mọi người, mình build nhân vật hệ phong là nó hên nè. Ok, cũng ngon. Cũng ngon. Rồi thì nếu mà vậy thì chủ nhật, nguyên ngày chủ nhật á, mình chỉ cần một lần nữa, thì cho nên là nguyên ngày chủ nhật mình có thể có vẻ như là sẽ được khá nhiều lần, tầm 8-9 lần chạy của cái sách thiên phú do Xiao ha. Nói chung nó cũng được, hy vọng là mình sẽ 10-10-10 càng sớm càng tốt để mà mình có thể edit video để mình ra video cho mọi người coi ha. Ok, xong cái lần này thì chúng ta sẽ chắc chắn được 90 ha. Và hy vọng nó không cho mình 3 cái. Ok, cũng hợp lý, nó cho mình 2 cái nè. Ngon. Đúng chỉ tiêu, vừa đẹp nâng xe lên chục luôn. Nhưng mà cái vấn đề duy nhất hiện tại của chúng ta là chúng ta thiếu đá. 5 minutes later. 90, let's go. Rồi, 89 tỷ lệ bạo cũng nhiều hết á. Ok, và xe bây giờ là 2278, 89182. Đó, thánh gì vật chấn, xét thánh vũ khí cũng chấn luôn. Ok, lần đầu tiên của chúng ta nè. Tính là ăn nằm cái bí cảnh này cũng hơi nhiều rồi. Từ bà cò rồi xong rồi sang Jun rồi giờ tới Xiao. Toàn nhân vật Li Yue.
Mà tại vì toàn phong, toàn hệ phong không à, cái lần đầu không hơi lắm. Nó được cái tím này nè, cũng được, cũng được. Được cái là ngon hơn là không có gì rồi đúng không mọi người? Ok, lần thứ ba cho thêm cái tím đi. À, về. Ok, không nên đập lĩnh đâu mọi người. Ok, lần này cho gì đây? À, lại một cái tím. Tôi nghĩ là không nên đập lĩnh mọi người. Không nên, không nên. Gần cuối cùng của năm nhựa. Lát nữa mình còn 3 nhựa nữa lận. Đó, được một cái. Cũng ngon, cũng ngon. Ok, nãy tới tận 4 lần rồi mọi người. Cuối cùng chúng ta có 4 lần nữa. Hy vọng chúng ta đủ lên 10 luôn. Ok, được thêm một cái nè, ngon. Ngon, ngon, ngon. Ok, lần tiếp theo. Lần này thì bình thường. Hơi xui, hơi xui. Đó là bắt đầu xui rồi mọi người. Bắt đầu hơi xui rồi mọi người. Lần cuối cùng liệu chúng ta có lên được 10-10-10. Ok, hơi xui à, chắc là hôm nay không lên được 10-10-10 rồi mọi người à, nhưng mà mình nghĩ là được 8-8-8 đó chứ. Ok, thì bây giờ chúng ta lên được hai cái này là lên được 6 hết nè. Để coi mình, để coi lên cái nào 8 được không. Mình được tổng cộng có 4 sách rồi. 4 sách từ 9 lên lên lần này à. Hơi buồn. Coi đây là, hãy làm việc của mình đi. Không luôn, không có cái nào luôn. Khổ thế nha. Thì xin chiêu đi. Chiêu. Đó, trả tiền là phải vậy chứ. Tấu cái luôn, một nửa này đó, hợp lý rồi. Thôi thôi, xin chiêu làm việc tiếp đi. Không được rồi. Ok, cũng được, cũng được. Mười mấy sách á. Ok, giờ mình lên cái này trước đi ha. Lên cái này được 8 luôn nè. Thì là 8, 7, 8. Ok, 8, 7, 8. Được. Đây. Rồi thì mai chúng ta đánh chay rồi. Hy vọng chúng ta được thêm một cái này nữa để mà chúng ta nâng cấp. Và nói chung là 8, 7, 8 cũng được rồi ha. Ok, hôm nay là đầu tuần mới. Một tuần mới và chúng ta có một lần đánh boss. Ok, được một cái nè. Kiao của chúng ta lên được thiếu cái để xíu. Đủ đồ crap vậy đó mà đợi xíu thiếu một cái. Hay điên. Kiao mình chắc là để ta tạm thời 888 ở trong video này đi ha mọi người. Dù sao cũng đầu tư cũng khá là đầu tư khá ổn rồi. Nhưng mà chúng ta còn dư 2 nhựa lận. 2 nhựa thì giờ làm gì để chờ. Còn gì tốt hơn là chúng ta đi cày thánh di vật Casio đúng không mọi người? Đi vô, let's go. Ok. Hai giữa còn lại còn gì tốt hơn việc cày thánh di vật đúng không mọi người? Ok, bạn đã không đúng xét luôn mọi người. Ai da, cái gì đây? Không đúng xét luôn. Buồn thế nhờ. Ít chứ phải cho đúng xét chứ. Ok, lần cuối nha. Hy vọng tiền bối sẽ cho chúng ta đồ ngon nha. Lý Phong One Set. Đây, có cái ly nè, Lý Phong One Set không? Lý Phong One Set. Ok, ok. Ok, chịu. Ok, team đầu tiên mà mình muốn test với lại Xiao á, thì mình lần này mình sẽ test Xiao với tầng dưới ha. Cho nó dễ đánh, để cho tầng trên thì nó cũng ổn á, nhưng mà mình nó dễ bị không. Nói chung là tầng dưới mình thấy nó đơn giản hơn ha. Tầng boss nó dễ nhìn đam của Xiao hơn. Mình muốn test hai team của Xiao đó chính là team team mạnh nhất hiện tại của Xiao là này. Team này là team mạnh nhất Xiao hiện tại. Và team thứ hai đó chính là team thật ra là ba team nữa á. Team mạnh từng mạnh nhất của Xiao là team này. Và team thứ ba nữa là team tà đạo của Xiao ha. Team tà đạo đó chính là Furina, Bennett, Sang Yuhun và Xiao. Xiao nguyên tố hỏa đó. Muốn test thử ba team đó. Bây giờ thì ý nói là mình chỉ cần đánh boss xong tầng 1 là chúng ta có thể test đam rồi mà đúng không? Mọi người cũng sẽ thấy được là cái đam là đầu tiên test thử đam Xiao chay trước đi. Bữa chúng ta chưa test thử Xiao chay. Hôm bữa chúng ta đã thấy được cái con Xiao chay ở trong video 40 là video mà level 40 farm 3000 thánh di vật rồi, cho nên là giờ chúng ta sẽ cho con Xiao chay level 90 vô thử. Rồi. Nhảy.
27.000 đó, to hơn hẳn. 30.000, 31.000, 21.000. Ok, ok, 31.000, 31.000 cũng được ha, mặc dù mình chết. Ok, bây giờ là full power nè. Ok, con gà đâu? Ta còn 8 phút 48 giây. ngàn, 100.000, 108, 113.000. Ảo, con gà cũng biết blink stack sao? 47.000, ok. Một rotation cũng gần chết con gà á mọi người, cũng khá là ngon ha. Có vẻ mạnh hơn cái team mà mạnh nhất của môi trề. Cũng ngon, team vậy được, hợp lý. Một dặm 113.000. Mặc dù phải tốn thời gian để tích cái stack của quy của Xiao lên. Ok, chúng ta test team còn lại thôi, hai team còn lại. Chúng ta y chang cũng còn tầm tầm đấy thời gian. Liệu team này hoạt động tốt hơn bao nhiêu phần trăm nhỉ? Ok, 70.000, 72.000, 78.000, 80.000. Đam nhỏ hơn cái team kia chắc chắn rồi, tại vì thiếu đam, gọi là không có búp đam quá mạnh từ Queen, từ Yongli, và hai đứa kia búp không bằng được. Ok, team thứ hai này thì chắc chắn là không mạnh bằng được cái team đầu tiên rồi, tại vì thiếu búp của bà cò và thiếu búp của Fina, hai cái búp đó khá là lớn, và chỉ có cái được cái là mọi người có thể an toàn hơn từ cái khiên của Yongli mà thôi. Yeah, nói chung là vậy cũng được, nhưng mà giờ chúng ta sẽ thay thử đồ của Xiao nha. Thay đồ tà đạo nào, let's go. Ta sẽ cho Xiao sát thương nguyên tố hỏa. Đây, Xiao sát thương nguyên tố hỏa. Crit down vẫn cao thế nhở? Crit rate vẫn cao, hơi cao quá. Vậy dư crit rate quá rồi. Mà mình không có vũ khí crit down mọi người. Ai cầm thương tây phong không? À, vậy thì hơi dư quá nhở. Hơi dư. Thôi chắc là không sao đâu, test thử thôi. Chúng ta test thử rồi chắc không sao đâu. Ok, để coi team này làm ăn như thế nào. Một giảm 80.000, một giảm 95.000, 53.000, 100.000, 50.000. Thầy điên mọi người. Một giảm, hai giảm. Ok, thì giờ thì cái team này hơi buồn là nó mạnh hơn cái team hồi nãy của Yongli, tại vì chúng ta có thêm cái phản ứng bốc hơi vô nữa. Nhưng mà cơ bản là nếu mà mọi người đang có cái setup team mạnh nhất của Xiao, cái setup này là Furina, Varuzan, Xiang Yun và Xiao á, thì mọi người sẽ gọi là cái team mạnh nhất rồi. Cái sát thương nguyên tố hỏa nó cũng không mạnh bằng nữa. Cho nên là yeah, đam ổn, Xiao khỏe. Bà cò là một cái búp rất là mạnh với Xiao, bởi vì bà cò bà giúp vừa giúp tăng đam nhảy, và bà vừa giúp mà Xiao có thể chơi được rất tốt với lại Furina, mà Furina là một trong những con búp lỗi cực kỳ của game.